Các bạn ơi, cho mình cấm. Không phải. Các bạn ơi, các bạn đã từng xem kênh Disney Channel chưa? Với những bạn nào đã từng xem Disney Channel rồi thì có lẽ các bạn sẽ không thể quên được một series phim hoạt hình huyền thoại tên là Phineas and Ferb, hay còn gọi với cái tên tiếng Việt thân thương là Phương and Ferb, kể về hai anh em trong một gia đình chuyên gia xây dựng những cô máy quái thai đến từ tương lai. Sau đó thì có một bà chị chuyên gia tìm cách để bắt hai anh em này giao nộp cho mẹ, và bảo với mẹ là mẹ ơi, hai thằng này chuyên gia xây dựng những cô máy quái thai đến từ tương lai, nhưng không biết nó lấy vốn ở đâu. Bây giờ mẹ đưa đến ủy ban tài chính, mẹ điều tra xem bọn này lấy tiền bẩn ở đâu, nó có rửa tiền hay không, hành động này không được chấp nhận được. Nhưng không lần nào bắt được cả, thế nó mới khó chịu chứ lại. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một thành viên trong FG Studio là bạn Anh Bạn Ferb, một cái fanpage Facebook chuyên gia vẽ về nhân vật Ferb trong cái phim này, cũng như là những câu chuyện xung quanh cái phim này. Thực ra với những bạn nào mà xem phim này rồi thì các bạn sẽ hiểu và thấy rất là buồn cười. Còn những bạn nào không xem thì có lẽ các bạn cũng không hợp video này đâu, tại vì video này nó sẽ xoay quanh cái vấn đề đấy, xoay quanh nhân vật đấy. Và với những bạn nào vẫn chưa hình dung ra phim đó là phim nào thì đây, hình ảnh đây. Cái page này hiện tại là bạn này đang có 48.000 follow và 44.000 like. Mình nghĩ là các bạn xem thử xem nội dung có đủ chất lượng để lên được đâu đó khoảng 50.000 like không, hoặc là 100.000 like không. Tôi cũng không biết, tôi cũng chưa xem được nhiều, tôi xem được một vài cái thôi. Ok, chúng ta cùng bắt đầu một ngày của Ferb. Ok, đang ngủ ôm Perry, 7:59, phải trường ngủ muộn thế. 6 giờ bố mẹ nó phải dậy đến văn phòng rồi, tại sao mày được ngủ? Reng reng. Ok, chào buổi sáng Ferb, chào buổi sáng Perry. Vách cả trường, thế thằng Phineas đâu? Tức là đánh răng cho Perry và tự đánh răng. Ok, mẹ ra ngoài có việc, mấy đứa ở nhà tự trông nhau nhé. Có nghĩa là con sẽ được nắm quyền phải không? Ok, tao đọc nhầm là mấy đứa ở nhà tự thông. Không, 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 không có thể đọc nhầm đấy. Được rồi, Candace. Ok, mặt trời của MT luôn uy tín nhá. Uy tín của mặt trời này, cái cây hồi 5 tuổi tôi cũng vẽ cây kiểu này, thiếu mấy con én hình chữ V nữa. Ok, đúng căn nhà này rồi, đúng khoảng sân sau to vãi trưởng rồi. Nhà này to. Tâm lý phụ nữ. Wow, tôi tưởng nó phải đọc cái quyển giày như thế này cơ. Ok. À, giọng Phineas này. Này Ferb, tao biết hôm nay chúng ta sẽ làm gì rồi. Phải cần chuẩn tâm lý phụ nữ phần 2. Ok, ok. Đến phần 3 luôn rồi, vãi trưởng. Nhạc sập sình các thứ, ngồi đo, may mắc, kỹ sư các kiểu. Oh, hi Isabella. Hey Phineas, what are you doing? Cuối cùng, bằng một thế lực bí ẩn nào đó. Được rồi Candace, mẹ phải nhìn cái gì đây? Nhưng, đây con ngựa cái pick này kiểu nửa Anh nửa Việt làm tôi choáng quá các bạn ạ. Não tôi chưa lốt kịp. Hey, dễ gì ở Paris tôi hết một ngày đúng không? Anh ăn bánh kem nào? Mẹ, nhà này lúc nào ăn bánh kem đấy, không biết là có bị tiểu đường không ta? Con, cháu, vừa rồi sao? À, đây, bắt đầu có plot twist này. Bắt đầu có vấn đề rồi. Ok, ok anh Ferb nhá, 9.5 điểm, 9.5 điểm anh Ferb nhá, 9.5 điểm. Cái gì vậy? Đây con ngựa. Tôi nhớ cái phim này vậy. Các bạn nhớ cái meme này không? Nhớ cái bạn này không? Buồn cười với trưởng chat. Sao vậy? Sao lại bị đánh vậy? Vẫn là bức trước đó nhưng là trời tối. Sao trời tối lại có mặt trời? Vãi cả MT bắt đầu mặt trăng ạ. Đù bé não to thật sự. Trời ơi. Ok, vậy MT là MT hay là MT? Good night Ferb, good night Perry, good night. Ok, 20 mấy giờ đây? 20 mấy giờ, 29 giờ ngược à? Rồi, thôi ngủ đi. 22 giờ, ngủ rồi. Rất là đúng giờ nha, ngủ đi. Chà, cái gì dậy rồi, cái gì thấy rồi, thấy cái gì rồi? Có cái gì đó đến gần rồi, nó nghiêng. Giống đọc truyện Doraemon vậy trưởng. Tìm cái gì đó ở dưới cầm giường nó. Ok, một bức ảnh. Đây, con ngựa con xin chúa này. Damn, good night Venice. Chỉ có em mới làm trái tim tôi thổn thức. Hết. To be is to do, secret. To do is to be, can't. Dooby dooby doo, Scooby doo. Dooby dooby doo. Perry. Gì đây? Ferb. Fa fa. Rubab. Frap. Frap. F. Cái gì đây? Phương trình hóa học bậc 2 của Einstein. Ok. Phineas mặc áo vào kiểu gì nhỉ?
Cậu ấy cậu 4 ngón tay thôi và mọi người lại quan tâm đến cái áo. À, 8 điểm nhá, Finesse, 8 điểm nhá. Lông mày cậu ta đang lơ lửng trên không trung mà ông lại hỏi về ngón tay à? Đầu cậu ta quá nhỏ để chứa một bộ não mà các ông lại tò mò với lông mày ư? Bù bổ lầm mèo. Xin lỗi, không ai để ý đến việc Finesse không có hàm răng dưới sao? Mẹ, có đúng con là con gái mẹ không? Tất nhiên rồi, sao con lại hỏi như vậy chứ? À, con không biết tại vì ngày xưa mẹ hay bảo là nhà con ở bãi rác này, con ở bụi tre này, con ở bờ ao này, đôi khi là con tự rơi trời xuống. Chắc là lâu lâu một lần là con là con cò trở đến, còn hầu như là tự rơi từ mông bò ra. Tại sao? Tôi không phải là con gái nên tôi không hiểu điều này, nhưng mà tôi cũng từng nghe những cái lời phàn nàn này từ những bạn bè là con gái của tôi. Tôi không thông cảm cho các bạn nhưng tôi chia buồn cho các bạn từ tận trái tim này, hiểu không? Con gái, anh không bao giờ chịu hiểu em cả. Vẫn là một con gái. Và khi ta nói ngạc nhiên có nghĩa là hoàn toàn không ngạc. Damn, giờ tôi hiểu rồi, giờ tôi đã hiểu tại sao mà tâm lý phụ nữ cần có 3 quyển sách và 3 phần, thậm chí có nhiều hơn, nhưng với một người đầu to như Phớp mới chỉ đọc được có 3 phần. Tôi chắc đọc 1 năm tôi chỉ đọc 1 phần 3 phần. Tôi thấy bạn cũng phải thấy. Các bạn có cần tôi thực hiện một điều mà các bạn luôn mong muốn không? Nhìn vào đây này. Cảm ơn. Các bạn cần phải cảm ơn tôi. Tôi chỉ làm điều đúng đắn nhân loại thôi. Không có gì đâu. Pop. Pop. Phineas. Vẫn đọc là Phineas. Janes. Không các bạn ạ, đây là Trần Đức Bo. Seremi. Bonfop. Ok. Vẽ quả cổ ạ, đỉnh cao thật. Bullshit. Này, hai ông này đúng kiểu ngược ý. Barford này nhá, là vừa có cơ thể khỏe mạnh, vừa có não to, đúng không? Nhưng ngược lại ông Bullshit này, vừa não không có gì, lại vừa cơ thể ốm yếu. Đây người ta gọi là thất bại của thảo hóa. Thật sự đấy. Bullshit. Bullfish Bird. Bruh. Còn 104 ngày ở trong kỳ nghỉ hè này, trên đời ta phía trước là mùa học đây. Vậy điều thế nên quan tâm vào trong mùa hè này là làm sao để dành thời gian tốt vậy. Như là có thể chơi đồ rông chiều tiên đánh nhau với xác chết khô, hay là mình sang Pháp để trèo cao nhỉ, tìm ra điều gì đó mà thậm chí là không có này. Hay là mình chuyển sang mình đi tắm khỉ, mình hòa nhịp theo song và cùng tận nanobot hãy nhìn vào não Frankenstein. Nó ở đây. Frankenstein. Đồ đồ và phải lục địa nào đó và khiến con chị nó hóa điên. Tôi biết là tôi vừa xóa ký ức các bạn một lần rồi, nhưng các bạn cần đi xóa lần nữa không? Nhấn số 1 nếu cần. Ok, thôi các bạn ạ, mình nghĩ hôm nay thế là đủ rồi. Mình cũng không biết nói gì hơn sau khi mà xem cái video vừa nãy thì. Tôi sẽ cần phải đi uống bột giặt để tôi tẩy não đi các bạn ạ. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở video sau này. Đừng uống bột giặt thật nhé. Tất cả chỉ là trò đùa thôi. Các bạn uống thật tôi không chịu trách nhiệm luôn nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở video sau. Đừng quên để một like và subscribe mình. Cũng như là đừng quên là vào fanpage anh bạn Phớp và like. Cũng là để ủng hộ FG Studio. Cũng như là ủng hộ fanpage này luôn. Để bạn ý có thêm nội dung để phát triển cho tương lai sau này. Còn bây giờ thì có lẽ là tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại mình ở dưới cờ. Bye bye.